bạn thân mến sau khi gửi thư cho ngân việt long nhận được thư của mẹ mẹ anh nói về tình hình gia đình vẫn ổn những người họ hàng sức khỏe vẫn tốt thế nhưng bà bày tỏ sự lo lắng vì anh xa nhà đã mấy năm chưa về hai ông bà ngày một già yếu bà muốn nếu có thể việt long cố gắng sắp xếp, xếp thời gian về thăm nhà việt long gửi thư về gia đình anh báo với mẹ tình hình công tác của mình vẫn tốt tình hình ngày càng khả quan bố mẹ cũng không phải lo lắng cho sức khỏe của anh. Việt Long gửi lời thăm hỏi đến họ hàng đồng nghiệp ở cơ quan mẹ. Anh cũng gửi mở một chút về sự xuất hiện của Ngân. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các bạn cùng nghe phần tiếp nhật ký chiến trường B chọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. qua mấy ngày tiếp xúc và làm việc với cơ quan địa phương quả thấy rõ sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo đối với công tác thông tấn báo chí bước đầu tạo thuận lợi cho anh em hoàn thành nhiệm vụ quả đã kịp thời lấy ngay chuyện này họp anh em lại nhắc nhở nhau cố gắng hết sức mình làm tốt công tác góp phần tuyên truyền cho phong trào địa phương đáp lại sự chân tình mong mỏi của cấp ủy của ngành ở đây Xin nói thêm là trong khi làm việc với các đồng chí trong ban lãnh đạo ban, các đồng chí có nêu lên ba yêu cầu là sau khi đoàn công tác của ta ra về, xin để lại cho địa phương ba cái. Một là tập phim có giá trị tuyên truyền cho địa phương. Hai là một tập các mẫu chuyện và người tốt việc tốt. Ba là giúp tỉnh đào tạo được một lớp thông tin viên và cộng tác viên biết làm công tác thông tấn báo chí. Nói chung, ba yêu cầu của các đồng chí nêu lên trên đây cũng là phù hợp với công tác của mình, nên bọn tôi hứa sẽ đáp ứng anh ạ. À. Tôi nghĩ làm được cái gì có lợi cho ngành, có lợi cho cách mạng thì cứ làm thôi, không để hà từ chối. Tuy vậy cũng lo, lo tài liệu thành văn không có, không biết chuẩn bị giáo án như thế nào đây để lên lớp. Lâu quá lý luận cũng quên dần hết rồi. Căn cứ nhiệm vụ, căn cứ tình hình sức khỏe của anh em trong tổ cùng với sự gợi ý của địa phương, tôi tạm phân công công tác 2 tháng 7 và 8 như sau. Thoa và Mạch, nếu Mạch khỏe, hoạt động các ngành xung quanh tỉnh, viết tổng hợp các vấn đề, đấu tranh thi hành hiệp định tố cáo địch nóng lấn vùng giáp danh và vùng giải phóng, tố cáo địch lập ấp hoam dân bắt bớ Bình Định không thực hiện 12 điều dân chủ ở vùng địch kiểm soát. Đặc biệt, nêu bật, sau một tháng có tuyên bố, địch vẫn không thi hành được khoản nào của hiệp định mà còn gây nhiều vụ vi phạm mới. Viết về phong trào nhân dân trong vùng địch tạm kiểm soát, rời bỏ khu dồn trở về làng cũ làm ăn, hoặc trài ra sản xuất ở những vùng trắng. Viết tổng hợp về các mặt xây dựng như sản xuất, chủ yếu là nông nghiệp mà trước mắt là khai hoang phục hóa, thương nghiệp, y tế giáo dục, xây dựng lực lượng vũ trang giữ gìn hòa bình, tổng quân nhập ngũ. Riêng Minh thì đi giao thông vận tải, vừa lấy hình ảnh công trường làm đường, hiện có vài nghìn dân công tập trung làm, vừa giao Minh viết luôn tin tổng hợp về giao thông sau khi đi giao thông về binh sẽ đi thể hiện một số ảnh trong phong trào sản xuất nông nghiệp trước mắt là khai hoang và thủy lợi riêng quả thì lúc đầu quả định ở tại tỉnh khoảng một tháng ít nhất cũng nửa tháng vừa để viết một vài mặt tổng hợp vừa để nắm tình hình chung đã thế nhưng ban tuyên huấn tỉnh yêu cầu quả đi hoài nhơn với lý do là Sắp tới có ủy ban quốc tế về điều tra vụ tam quan, cho nên cần có phóng viên ở đó. Mà đi thì cần có đồng chí có kinh nghiệm, chứ mới thì e khó khăn. Mặt khác, các đồng chí ấy nói là Hoài Nhơn là nơi có phong trào khá nhiều mặt cần được báo chí phản ánh. Với hai lý do trên nên ban tuyên huấn tỉnh và thường vụ nhất trí yêu cầu quả đi Hoài Nhơn. Vậy báo cáo để anh rõ. Một lý do phụ nữa cũng cần cân nhắc là Hoài Nhơn cũng có ác liệt hơn một chút so với các nơi khác, nên nếu mình trần trừ do dự, e địa phương sẽ hiểu một cách tế nhị lắm anh à. Thời gian ít, công việc đang thúc sau lưng, anh cho phép quả tạm dừng đây. Chúc anh luôn mạnh. Thân yêu, siết chặt tay anh, địa chỉ hữu quả thông tấn xã Giải Phóng đang công tác tại Ban Tuyên Huấn Hùng Cường. Ngày 24 tháng 7 năm 1973, ra viện, ồ, oh, ra viện mà cũng trở thành một niềm vui sướng. Tạm biệt, không, vĩnh biệt mới phải chứ. Cái khu rừng tù túng với bầu không khí sặc mùi thuốc Tây, vọt ra đường đón bầu trời khoáng đãng nắng vàng rực rỡ đi trên con đường ô tô đỏ tươi và thở phào khoan khoái muốn ghé về thăm ngân nên tôi đi theo đường mòn xuyên núi nằm mãi một chỗ nay mới đi bộ thấy mệt ghê gớm chật vật leo lên cái dốc lách nắng hầm hập khoảng mười đến mười lăm phút lại phải nghỉ lấy hơi sự việc không diễn biến đúng theo điều tôi dự kiến anh San không có nhà mà vẫn ở bệnh viện. Ngân đi thăm anh ấy chưa về. Xế chiều, Ngân về, xong không qua C8 gặp tôi. Cô bé của tôi sao lại ngại Ngân làm vậy nhỉ? Buổi tối, Ngân mới qua và tôi đã được sống những giờ êm ấm bên em. Tới mãi 11 giờ khuya. Sáng 25, đến bệnh viện thăm San, tôi giật mình sừng sốt đến mức hoảng sợ, vì thấy san gầy hốc hác, già soạm đi. Chiếm ưu thế trên khuôn mặt anh là đôi mắt to và đôi gò má cao. San nắm tay tôi khóc rưng rức. Tôi ngồi bên võng anh, vuốt nhẹ bàn tay anh và an ủi. Đừng khóc, đừng khóc mà. Anh nói, không, từ ngày vào viện mình không khóc. Thấy Việt Long bình thích quá thì mới khóc đấy. Thường sàn quá, lòng rưng rưng cũng muốn khóc theo. Chưa lại về điện ảnh và tất nhiên lại được cuốn quýt bên người yêu. Hôm nay, Ngân kể lại tường tận cuộc đời của mình, từ những ngày thơ ấu tới những ngày lớn lên trên căn cứ, và đặc biệt đã nói lên cả những điều thầm kín của mình nữa. Trước đây, trong quan hệ với Ngân, tôi có nhận xét rằng chắc Ngân đã từng có những va vấp trong tình yêu và chắc em đã từng chịu khổ đau trong những va vấp ấy. Tôi nghĩ thế, xong không khi nào tôi hỏi Ngân về chuyện này cả. Vì đó là chuyện cũ, tôi không có quyền bới móc ra. Và nếu tôi hỏi, chắc sẽ xúc phạm đến lòng tự trọng của Ngân khi nghe mọi người dư luận xấu về quá khứ của ngân tôi không tin song cũng có phần băn khoăn thắc mắc nhưng tôi lại nghĩ chắc rồi sẽ có ngài ngân kể cho tôi nghe về những điều đó bây giờ thì ngân đang kể về những chuyện ấy hồi ở với ba ngân quen anh truyền công vụ của ba anh ấy khá lớn tuổi nên ngân gọi bằng chú sau này ngân lớn mới gọi bằng anh anh truyền rất cần cù rất hiền nên ngân rất mến tôi hiểu rằng trong quan hệ giữa một người con gái và một người con trai khi quá thân thiết với nhau thì dù không có quan hệ yêu đương cũng không thể khẳng định là không yêu tình yêu ở đây không thể hiện rõ ràng nhưng vẫn in bóng trong tình cảm hai người lúc ẩn lúc hiện trộn lẫn vào tình cảm anh em đồng chí Đúng là Ngân cũng có một tâm trạng như vậy. Khi anh chuyển sắp đi nơi khác nhận công tác mới, Ngân đưa cho anh ấy một chiếc nhẫn, sau đó lại một chiếc bút máy của ba. Bà phát hiện ra, hỏi dồn mãi và cuối cùng thì Ngân trả lời, "Con yêu anh ấy." Bà hỏi, "Tại sao mày lại yêu anh ấy?" Ngân trả lời, "Anh ấy đã phục vụ ba trong bao nhiêu năm, anh ấy rất tốt." chắc con yêu anh ấy, ba cũng đồng ý. Bà nổi giận la mắng và đưa Ngân ra chi đoàn ra đơn vị kiểm điểm. Tiếng xấu về Ngân bay khắp trung đoàn. Sau đó, bà ra Bắc, Ngân ở lại. Lúc này, cuộc đời Ngân đầy mây đen. Ngân sống bơ phờ chán đời, quần áo rách không vá mà chỉ lấy dây cột lại. Lúc này, anh truyền cũng đã đi xa về sau được cơ quan động viên ngân mới trở lại được với cuộc sống bình thường sau này có một số người muốn yêu ngân song ngân không yêu họ tuy nhiên ngân vẫn nhận thư của họ và không tỏ rõ tình cảm của mình cho họ rõ nên họ vẫn hy vọng đó là một nhược điểm của ngân chính điều đó lại đưa thêm những điều tiếng xấu đến cho ngân gần đây khi ngân đã yêu tôi vẫn có một anh bác sĩ viết thư tấn công ngân tôi không ngăn cấm ngân gì hết song yêu cầu ngân phải tỏ rõ thái độ rõ ràng có yêu thì nói rằng yêu không yêu thì nói một điều cho xong đừng để anh ta hy vọng một cách vô ích còn nếu muốn yêu anh ta cứ tự do tôi sẵn sàng rút lui ngân khẳng định rằng ngân không yêu anh ta ngân chỉ yêu tôi mà thôi yêu trọn đời nếu không lấy được tôi thì chỉ có chết mà thôi tôi hiểu rằng ngân nói rất chân thực ngân yêu tôi rất tha thiết trong hai tháng rưỡi xa tôi ngân viết tới mười bốn lá thư rào rạt tình yêu và chứa đựng bao nỗi lo âu phấp phỏm riêng điều đó cũng tỏ rõ là ngân yêu tôi biết nhường nào chà bây giờ tôi mới hiểu rằng một người con gái lại có thể yêu một người con trai một cách dữ dội nồng nhiệt đến như thế bây giờ đây tôi đã hoàn toàn yên tâm hoàn toàn tin tưởng ở ngân không một người con trai nào có thể thay thế tôi trong cuộc đời của ngân cả tôi yêu ngân vô bờ bến không lời nào diễn tả hết được và cũng không một người con gái nào có thể thay thế ngân trong cuộc đời của tôi tối lại ở bên ngân tới 11 giờ khuya. Thứ Bảy, ngày 27 tháng 7 năm 1973, tôi trở về ban công tác. Do địch lật lọng, chúng ta không triển khai được hoạt động của đoàn Liên Hiệp Quân sự hai bên. Ở ban, ai cũng hỏi tôi về quan hệ với Ngân, đều tỏ ra quan tâm, muốn vun đắp cho tình yêu của chúng tôi. Đã đến lúc cần báo cáo việc này ra cơ quan tri bộ đưa tình yêu của chúng tôi ra công khai tôi viết thư nhắn ngân sang tối ngân đã tới tối chúng tôi dẫn nhau đi thăm những anh quen thân dẫn nhau đi xem văn công rồi tôi đưa ngân về ngủ với mấy cô gái khác ở một ngôi nhà cạnh nhà tôi ngân nằm trên võng còn tôi ngồi trên một chiếc ghế cạnh đó chúng tôi thủ thỉ tâm tình với nhau trong bản đêm tịch mịch trong ánh sáng rào rạt của tình yêu bây giờ tha hồ mà ngắm nhìn khuôn mặt thân yêu của Ngân tôi vuốt nhẹ nhẹ trên mái tóc Ngân trên má Ngân trên sống mũi Ngân trên làn môi ấm ấm của Ngân em thân yêu cả tâm hồn cháy bỏng yêu thương của em đã thuộc về anh cả thân thể ngọc ngà của em đã thuộc về anh thuộc về riêng anh tất cả. Anh sẽ giữ gìn nâng niu nó suốt cuộc đời anh. Tôi hỏi ý kiến Ngân về việc báo cáo với cơ quan chi bộ quan hệ giữa hai đứa. Ngân bảo, em đồng ý với anh, xong em sợ người ta cười. Chủ nhật ngày 28 tháng 7 năm 1973 Sáng, cùng Ngân sang nhà Nguyễn Khắc Phục Dương Hương Ly và các anh trong chi hội văn nghệ chơi. Lần đầu tiên dẫn người yêu đến nhà bạn bè, đón nhận nhiệt tình vun đắp của bạn bè với tình yêu của mình. Sống trong không khí vui vẻ, thân mật, thấy thật sự sung sướng. Có những bạn gặp tôi chào. Chào con người hạnh phúc nhất cơ quan. Hơn 8 giờ sáng, Ngân ra về. Tôi bắt đầu tiến hành công việc báo cáo thật là ngại ngùng. Biết nói thế nào với các đồng chí lãnh đạo bây giờ? Tôi nhờ anh Nhị nói giúp. Anh Nhị nhận lời ngay. Sau đó, anh đã nói chuyện với anh Phi và Nam Sơn. Tình hình nói chung là ổn. Tôi nói chuyện với anh Hoài Nam, bí thư chi bộ thông tấn tuyên truyền. Anh Hoài Nam tán thành nhiệt liệt, tỏ ý sốt sáng giúp chúng tôi xây dựng quan hệ ngày một bền đẹp hơn. Bây giờ chỉ còn chờ Ngân báo cáo với cơ quan bên ấy thôi. Mong rằng mọi việc sẽ tốt đẹp. Tối, đến nhà Nguyễn Khắc Phục chơi với mấy cậu bạn văn công. Tiếng đàn guitar bập bùng, tiếng vua lông réo rắt, tiếng hát êm đềm, tạo nên một không khí âm nhạc thật hay, làm cho tâm hồn con người vừa bay bổng vừa đi vào chiều sâu thăm thẳm, gợi nên nhiều suy nghĩ tốt đẹp giá như ngân còn ở đây nhỉ tôi vừa nghĩ thế thì phục đã nói cô ngân mà được sống trong không khí này nhỉ cảm ơn phục người đã quan tâm rất nhiều đến việc làm đẹp cho tâm hồn người yêu tôi đi vào thế giới âm nhạc tâm hồn người ta như được tắm bằng một thứ nước trong mát trở nên sạch sẽ thơm tho hơn rồi đây, tôi sẽ cố tìm cách làm cho Ngân được sống trong không khí âm nhạc văn học, giúp Ngân nâng bổng tâm hồn của Ngân lên. Những ngày này được tin Hoàng Trung không chết mà bị bắt, hiện đã được địch trao trả và đang ở Hà Nội. Thư gửi Ngân Ngày 3 tháng 9 năm 1973 Em thân yêu của anh anh gửi trả em lá thư của anh bản. Nó nằm lạc trong cuốn sổ của anh. Nhân đây, anh nói thêm một số suy nghĩ của anh về tình yêu. Về tâm lý mà nói, anh cũng như mọi người con trai khác đều muốn yêu một người con gái ngây thơ chưa trải qua mối tình nào. Tuy nhiên, nhiều khi cuộc sống không cho phép như vậy, thì cũng vui lòng yêu một người con gái đã trải qua đôi lần yêu thương và được yêu thương nhưng phải là người con gái có quan niệm đúng đắn về tình yêu nghiêm túc và có trách nhiệm trước tình yêu chứ không coi tình yêu là một thú vui muốn hưởng tình yêu của tất cả mọi người con trai đọc thư anh bảo viết cho em quả thực là anh không thích thú gì anh cứ nghĩ không hiểu quan hệ trước đây giữa em và anh ấy thân thiết đến mức nào mà bây giờ anh ấy còn tha thiết đến thế không hiểu trước đây em đã hứa hẹn với anh ấy những gì mà anh ấy hy vọng nhiều như vậy. Oán trách lắm như thế. Chuyện cũ của em thuộc về em, anh không có quyền ghen tức. Xong, để xây dựng hạnh phúc với anh, em cần phải làm theo những lời khuyên của anh nhé. Với người yêu phải trung thực, có vậy mới trung thủy với người yêu có nghĩa là trong mọi chuyện từ chuyện cũ đến chuyện mới đều không nên giấu người yêu càng không nên nói dối người yêu đã có người yêu rồi thì trong quan hệ với người khác phải hết sức thận trọng nghiêm khắc tránh xa ngã tránh cả chuyện hiểu lầm tuy chưa cưới em song từ khi yêu em anh vẫn tự coi mình là trai đã có vợ cho nên anh đã tự kiềm chế tình cảm của anh để giữ mối quan hệ trung bình không quá thân thiết đối với bạn gái do vậy ngay trong chuyện thư từ tâm sự đi thăm hỏi với bạn gái anh cũng giảm bớt để thời gian và tình cảm dành riêng cho em dành thật nhiều cho em phải nói rằng vì vậy mà anh ít nhận được thư bạn gái hoặc nhận thì lời thư có phần nào lạnh nhạt hơn trước ít có bạn gái thăm hỏi và đến chơi nghĩ qua thì thấy có lúc cũng buồn đi chút ít Xong nghĩ kỹ lại thì thấy... Đó là điều đúng đắn cần thiết. Còn nếu như... Cứ mơn chớn bạn gái... Thì biết đâu khi điều kiện cho phép... Lại chẳng mắc phải sai lầm. Và thế có nghĩa là... Tự đập phá hạnh phúc của mình. Với cách công bố về người yêu của mình... Cho bạn gái rõ... Thực sự anh đã tự lập một hàng rào... Để giữ cho mối quan hệ với họ... Được ở một khoảng cách cần thiết. Với em, anh nghĩ đó cũng là điều cần thiết em hãy tự coi mình là gái đã có chồng tự nghiêm khắc với mình và với bạn trai hơn nữa trong quan hệ hàng ngày hoặc trong thư từ đừng để trong họ hiểu lầm mình tưởng rằng mình yêu hoặc có cảm tình đặc biệt với họ em có lúc tỏ ra thương hại người con trai yêu thương mình mà thất vọng muốn an ủi họ làm họ đỡ tủi thân em nên nhớ rằng với những người con trai đứng đắn tự trọng họ không cần sự xương hại đó đâu họ chỉ cần tình yêu của em khi không được yêu thì họ cần sự dứt khoát khi có sự dứt khoát rồi họ sẽ tự rút lui và đi tìm hạnh phúc cho họ thái độ thương hại của em không đem lại hạnh phúc cho họ chỉ đem lại nỗi hy vọng khắc khoải rồi thất vọng đem lại sự phiền hà cho họ cho em cho người yêu của em anh không cấm em có quan hệ với anh bản song anh không cho phép em quan hệ một cách mập mờ với anh ấy khi người ta đã chịu sự vuốt ve của người con trai bằng lời thì khi gặp họ cũng dễ dàng chịu sự vuốt ve của người con trai bằng hành động khi đã không yêu thì cách tốt nhất là hãy dập tắt hy vọng ở người con trai yêu mình chuyện về anh bản chỉ là một trường hợp cụ thể Em nên từ đó mà rút ra bài học chung của cuộc đời, để từ đó có một cách sống đúng đắn. Với anh bạn, em nên viết thư giới thiệu anh cho anh ấy, nói rõ quan hệ của chúng ta, anh sẵn sàng làm một người bạn tốt của anh ấy. Khi cần, anh có thể viết thư cho anh ấy. Em suy nghĩ kỹ đi nhé, rồi nói cho anh nghe. Hôn em rất nhiều, anh của em. Thư đồng chí Triệu Thị Thùy, ngày 6 tháng 9 năm 1973. Anh Phấn, anh Long kính mến. Ngày qua, chúng em ra tới sông Tranh thì đi nhờ được ô tô. Đêm qua chúng em tới đây lúc 10 giờ. Trời đã khá chú đáo cho bọn em một trận ướt hết quần áo. Các chú mũi vắt đón tiếp chúng em rất tốt. Em bị ngã hai cái điếng người. Tuy nhiên, Em vẫn béo như cũ. Chỗ mình ở trong tương lai thì đẹp đấy hay ạ Còn giờ thì cũng hơi ngán vì giận vắt dốc và nghe nói là có cả hổ nữa. Quả là cũng không ngon lắm. Tuy nhiên chỗ ở của mình ngay sát sông Tràn Đô, nước trong vắt, lắm sỏi đá, đền cũng rất thú vị. Mọi tình hình chắc anh Quảng đã kể với hai anh cả. Em chỉ muốn báo thêm cho anh biết một tin buồn nhất trên đời là mười ba bé gà sinh của nhà mình trên đường đi ô tô đã hy sinh cả. em buồn đến phát khóc lên ấy. mặc dù thịt gà kho với khế em cũng không làm sao nuôi được. các anh làm sao xin được gà đem lại để nuôi? còn trên này chúng em không biết xoay sở vào đâu cả. bữa cơm chúng em gồm có canh chuối canh khế ốc thì rất nhiều nghĩa là cũng khá tươi. ở đây nắng ghê gớm hai anh à mà anh Quảng thì trêu em suốt ngày đến phát khóc lên được đấy. Nếu có hai anh ở đây chắc sẽ bênh em, còn bây giờ thì chẳng ai bênh em cả, họ lại còn cười rất thú vị nữa. Em đã được bầu là béo ngang ấn rồi, nghĩa là nhất thông tấn xã đấy. Em định gửi khế cho các anh nhưng không kịp, thôi để lần khác vậy nhé. Em ngừng bút, mong hai anh khỏe chóng lên với chúng em. Em, Triệu Thùy.